Vâng, chúng tôi cũng rất là chia sẻ với những lo lắng của bạn. Thì ở đây chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Thứ nhất là liệu bệnh của vợ em có tái phát hay không ạ? Thì cái tái phát di căn thì nó là cái đặc tính cố hữu và cũng là cái đặc tính nguy hiểm nhất của bệnh ung thư vú nói riêng và các bệnh ung thư nói chung. Thì cái nhiệm vụ của người bác sĩ trong bệnh viện là sẽ làm tất cả các cái công việc cần thiết để mà làm sao mình kiểm soát cái khả năng tái phát và di căn ở cái mức thấp nhất. Thế và cái hệ thống các cái biện pháp của các bác sĩ thì đối với điều trị ung thư vú thì bao gồm có điều trị phẫu thuật, điều trị tia xạ, điều trị hóa chất, điều trị nội tiết, điều trị đích, vân vân. Và tùy theo từng trường hợp cụ thể thì các bác sĩ sẽ quyết định là dùng những biện pháp nào và ở thời điểm nào để mà đạt được cái mục tiêu cao nhất là hạ thấp cái tỷ lệ tái phát của người bệnh. Thế còn cái câu hỏi thứ hai là cái ung thư vú thì có di truyền hay không? Thì câu trả lời là ung thư vú nói chung là có di truyền, nhưng mà cái tỷ lệ ung thư vú di truyền rất là thấp. Thế mà tại bệnh viện K hiện nay thì chúng tôi có đội ngũ chuyên gia cũng như là các cái hệ thống máy móc để có thể phát hiện ra các cái gen mà gây di truyền ung thư vú từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thế và bên cạnh cái việc làm các cái xét nghiệm gen đó thì cũng chúng tôi cũng có hệ thống các cái chuyên gia chuyên sâu cũng như là các cái bác sĩ lâm sàng có trình độ chuyên môn để mình có thể tư vấn các cái kết quả xét nghiệm cho người bệnh làm sao nó đầy đủ, nó chính xác nhất để chúng ta có thể có những cái thái độ, các cái bước đi nó phù hợp để theo dõi cái sức khỏe cho toàn thể gia đình. Thế còn vấn đề thứ ba là trường hợp của vợ em có thể uống thuốc đích thay thế việc chuyển hóa chất hay không, thì có lẽ là cái nội dung của chương trình từ đầu cũng đã đề cập đến vấn đề này. Thì thuốc đích thì cũng có thể tính là một loại hóa chất, thế nhưng mà khi mà chỉ định thuốc đích thì chúng tôi cũng sẽ phải làm các cái xét nghiệm về hóa môn miễn dịch, thậm chí là các phương pháp lai tại chỗ để xem là cái chỉ định bệnh nhân có cái chỉ định điều trị thuốc đích hay không. Thế và cái này thì nó cũng không thể thay thế các cái phác đồ điều trị hóa chất chung. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Quang. Không biết tiến sĩ Phùng Thị Huyền có muốn bổ sung tiếp về câu hỏi này không? Dạ vâng ạ. Thì trong câu trả lời của tiến sĩ Quang cũng rất là đủ các cái ý. Tuy nhiên thì cũng xin chia sẻ thêm thôi ạ. Vì cái này nó cũng là tâm lý chung của nhiều người bệnh ung thư đến điều trị. Đó là mình rất là sốt ruột, rất là lo lắng. Sau khi mổ xong thì sẽ được điều trị tiếp theo như thế nào. Đối với lại trường hợp của vợ bạn thì với một cái ung thư vú ở lứa tuổi trẻ 31 tuổi, coi là rất là trẻ và cũng hiếm gặp các cái trường hợp ung thư vú ở cái lứa tuổi như thế này. Thế thì bạn cũng có nhắc đến cái yếu tố là bạn có hai cô con gái. Thì đối với những cái bệnh nhân mà ung thư vú trẻ, người ta cũng khuyến cáo là cái việc cũng phải khám sàng lọc cho những cái sớm hơn, ở lứa tuổi sớm hơn cho những người ở trong gia đình, ví dụ như là chị em gái hoặc là cho các con gái sau này. Đấy, và khi mà chúng ta có làm được những các cái xét nghiệm về cái đột biến gen BRCA1, BRCA2 đó thì mình cũng khuyến cáo là có thể làm được trong những cái trường hợp này để kiểm tra xem là gia đình thì có mang hoặc là người bệnh có mang cái gen đột biến gen này hay không, vì những cái đột biến gen này thì cũng có thể di truyền lại cho các cái con gái của mình. Thế tuy nhiên đó là những cái câu chuyện về sau. Thế còn trở lại với lại những các cái kế hoạch điều trị tiếp theo, thế thì cũng xin giải thích thêm để cho bạn cũng yên tâm. Tức là đối với ung thư vú giai đoạn sớm, theo bạn mô tả như thế này thì khả năng nó là giai đoạn sớm vì khối u kích thước cũng không lớn. Cái hai nữa là có 7/7 hạch âm tính. Thế thì sau khi phẫu thuật xong, cái thời gian mà hồi phục sau phẫu thuật đó thì cũng là cái thời gian chờ đợi để cho chúng tôi cũng làm thêm các cái xét nghiệm, ví dụ như là kiểm tra xem là thụ thể nội tiết có dương tính hay không, H2 có dương tính hay không, rồi chỉ số tăng sinh tế bào u như thế nào. Đó thì sau khi mà có hết các cái yếu tố tiên lượng cũng như là yếu tố tham gia vào cái quá trình hình thành những cái phác đồ điều trị hóa chất hay điều trị đích, điều trị nội tiết sau này, thì chúng tôi cũng sẽ giải thích với người bệnh và người nhà người bệnh để chúng ta có một cái kế hoạch
tổng thể để điều trị. Thế còn về vấn đề điều trị đích thì tiến sĩ Quang cũng đã nói và tôi cũng đã có trình bày ở các phần ở trên, tức là điều trị đích thì chúng ta áp dụng cho những bệnh nhân mà có yếu tố HER2 dương tính. Thế thì trong tất cả các bệnh nhân ung thư vú thì cái tỷ lệ mà HER2 dương tính nó cũng chiếm khoảng 20% thôi, tức là 10 người thì có khoảng 2 người là có chỉ định điều trị với thuốc này thôi. Thế thì bạn cũng cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, có thể là một tuần, thì cũng sẽ có được những các cái thông tin đầy đủ hơn về bệnh của vợ bạn. Lúc đó thì các bác sĩ cũng sẽ giải thích rất là cặn kẽ về cái phác đồ điều trị để cho gia đình yên tâm và phối hợp với các bác sĩ điều trị.